31 đến câu 37. Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: Ông Giê-xu Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giê-xu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có biết Chúa như ma quỷ biết không? Khi gặp Chúa Giê-xu, quỷ ô uế đã tuyên xưng: Tôi biết Ngài là ai rồi, là đấng thánh của Thiên Chúa. Ma quỷ là giống thiên liêng, ngay từ đầu đã chọn con đường phản loạn chống lại Thiên Chúa. Hành động của ma quỷ chỉ là xấu xa, gian ác, bởi vì nó thuộc về vương quyền tối tăm, vương quốc của những phần phản loạn. Ma quỷ là những kẻ biết rõ về Chúa hơn ai hết. Thế nhưng, thật vô phúc cho chúng, vì chúng biết nhưng lại không sống theo điều chúng biết. Vì thế, chúng đã phải xa hỏa ngục, xa cách Chúa muôn đời. Xét về kiến thức, có thể chúng ta không biết Thiên Chúa rõ ràng hơn ma quỷ. Nhưng điều chúng ta hơn ma quỷ, đó là chúng ta không chỉ biết, mà còn thờ lạy Chúa và thi hành ý Chúa. Cám dỗ nguy hiểm nhất của ma quỷ trong thời đại ngày nay là cám dỗ tục hóa, cám dỗ con người mất ý thức về những thực tại thiêng liêng, không nhận biết Chúa và cũng không thực thi ý Chúa. Khi đó, con người chỉ còn biết những thực tại vật chất. Họ cứ suốt ngày cắm cúi tìm kiếm những của cải vật chất, cứ mãi tranh giành, lừa lọc và giết hại nhau để có được danh lợi thú trong đời. Vì thế, họ càng ngày càng xa Chúa, nhưng lại rất gần với ma quỷ. Nếu con người cứ sống theo kiểu thế tục, thì ma quỷ chẳng cần cám dỗ nữa, vì con người đã tự động theo nó rồi. Mặc dù ma quỷ là một thực tại vô hình và thiêng liêng, chúng ta không thể cảm nghiệm bằng giác quan, nhưng chúng vẫn luôn hiện diện xung quanh và trong cuộc sống chúng ta. Thánh Phêrô nhắc nhở các Kitô hữu rằng: Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra mưu trước của ma quỷ, biết tin cậy vào Chúa và thực thi ý Chúa trong đời sống của chúng con.